Đầu tư cho một khóa học bó hoa có đắt không? Xin chào các bạn, mình là Lý đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề rất thú vị. Đầu tư vào một khóa học có đắt không? Hôm nay mình sẽ kể một cái câu chuyện của mình từ 3 năm trước đây và đến thời điểm hiện tại. Thì đến thời điểm hiện tại thì các bạn cũng sẽ thấy được là mình đã tự tin hơn trong việc bó hoa và còn mở những cái lớp học bó hoa và còn tự tin khi mà hướng dẫn cho mọi người trong thời gian 6 ngày mình đã có thể để cho họ làm ra những mẫu hoa đẹp rồi. Nhưng không phải tự nhiên mà mình được điều đấy đâu. Mà cái câu chuyện nó đi từ 3 năm trước các bạn. Trước đây ấy, thì mình cũng luôn tự tin rằng những bó hoa mình làm ra thì nó đã đẹp rồi. Và thậm chí mình còn xây dựng một kênh YouTube để hướng dẫn mọi người cách làm. Mình tin là sẽ có nhiều bạn cũng đến gặp mình từ kênh YouTube. Nếu ai đến từ kênh YouTube thì comment ở đây nhé. Tuy nhiên, khi muốn phát triển rộng hơn thì tôi nhận thấy những bó hoa của mình làm thì chưa được mức độ đẹp như mình mong muốn và tôi cảm thấy nó thật sự là không đẹp. Ban đầu ấy thì tôi cũng nghĩ rằng là chỉ cần học qua YouTube là đủ, không cần phải tham gia bất kỳ một khóa học nào vì cho rằng nó là phí tiền. Nhưng khi thực hiện, tôi không thực sự ưng ý vì những gì mà tôi tạo ra và tôi cũng không biết là mình sai ở chỗ nào để mà sửa. Nhiều khi thì hỏi cái chủ kênh YouTube ấy, thì lúc thì họ trả lời, lúc thì không. Thậm chí họ trả lời rất là sơ sài. Tôi thấy thì rất là khó chịu vì lúc nào tôi cũng muốn bó ra những bó hoa thật đẹp và để cho khách hàng thật ưng ý khi sử dụng những cái bó hoa của nhà tôi. Bên cạnh đó thì gia đình, đặc biệt là chồng tôi, cứ khuyên tôi là không nên tham gia các khóa học vì ai trông con, ai lo việc nhà. Vì vậy tôi chọn học online và thấy kết quả nó cũng có cải thiện. Những kỹ thuật học qua khóa online thì cũng giúp tôi bắt đầu có cái sự hài lòng hơn cho việc làm hoa. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy nó chưa đủ đẹp và luôn lung lấu ở trong mình để có thể đi học trực tiếp. Sau thời gian suy nghĩ và sắp xếp, tôi quyết định dành 5 ngày đến nhà Hương để học trực tiếp. Thật sự với các bạn là việc học online nó khác hoàn toàn so với việc online các bạn ạ. Tôi tập trung hơn. Các lỗi sai thì được Hương chỉ và chỉnh sửa ngay khi mà tôi sai và ngay lập tức hướng dẫn cách cái khắc phục ngay tại chỗ mà mình sai. Chính vì vậy thì kết quả ra rất là nhanh. Hơn nữa thì tôi còn học được nhiều những mẹo hay, cách làm tiết kiệm chi phí và kết bạn được với nhiều người làm cùng đam mê hơn. Đến tận bây giờ thì tôi luôn vẫn thấy rằng là đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Và đến bây giờ thì tôi luôn quan niệm rằng tiền tôi có thể mua được thời gian. Chính vì vậy, khi bắt đầu một cái chương trình hay một cái kiến thức gì mới, tôi luôn luôn tìm kiếm những thầy uy tín để học để mình có thể tiết kiệm thời gian thông qua việc mua những cái kinh nghiệm của những người thầy đó. Sau khóa học thì tôi giải quyết được rất nhiều vướng mắc và cảm thấy như được xóa bỏ đám mây mờ trước mắt. Và sự nghiệp làm hoa của tôi phát triển mạnh mẽ từ đó. Từ những kiến thức học được từ Hương và kinh nghiệm từ việc làm video trên YouTube, tôi đã tự tin tạo ra một cái giáo trình riêng cho mình và dạy được rất nhiều người biết cách bó hoa đẹp, giúp họ kiếm thêm thu nhập. Và từ đó thì tôi cũng có thu nhập. Và tôi cũng đã phát triển được hơn 30 đại lý trên khắp các tỉnh thành và tiến xa hơn nhiều so với trước đây. Tôi thực sự biết ơn Hương, người đã hỗ trợ tôi từ những ngày đầu tiên đến bây giờ. Nhờ khóa học của Hương mà tôi thu hồi vốn chỉ trong một tháng. Đúng là một cái khoản đầu tư mà có lãi vô cùng. Tôi tin rằng những ai mà đã theo học những khóa học chất lượng thì chắc chắn họ sẽ có những cái trải nghiệm này giống như tôi. Và giờ đây thì tôi đã tự tin làm được những mẫu hoa to, chi phí lại còn rẻ nữa. Thật sự là tôi rất là biết ơn Hương á. Trở lại với câu hỏi, học bó hoa có đắt không? Thì qua câu chuyện của tôi thì các bạn cũng biết được câu trả lời của tôi rồi đấy. Nó rất tiết kiệm thời gian bởi vì tôi học được bao nhiêu kinh nghiệm của Hương sau bao năm tích lũy. Nó tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian cho thành công vì tôi đã học được những kinh nghiệm bao nhiêu năm tích lũy của Hương. Tôi tiết kiệm được tiền thông qua những cái mẹo mà giúp tôi tiết kiệm nguyên liệu. Và sự tự tin thì nâng lên, giúp bản thân tôi trở nên tự tin trong việc làm hoa hơn. Từ đó thì tôi mở rộng kinh doanh hơn và thu nhập nhiều hơn từ đấy. Theo bạn thì việc học một khóa học bó hoa có đắt hay không? Comment để chúng ta cùng giao lưu các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.